và 90% phải sống phụ thuộc khi mà đến tuổi về già. Vẫn nên xuất phát từ cái đầu tiên là tài sản phòng vệ. Thì cái tài sản phòng vệ, cái tầng cuối cùng ấy, trong đó nó là để đảm bảo được các khả năng thanh toán cho chúng ta và đảm bảo cho chúng ta được những cái nhu cầu cơ bản nhất. Đối với trái phiếu thì nó sẽ về mặt cơ bản nó có thể đem lại cái lợi suất cao hơn đối với các bạn, cho các bạn khi đầu tư. Thì cũng là một kênh mà các bạn có thể cân nhắc đối với những trái phiếu mà bảo đảm, đầu tiên là phải bảo đảm cái tính thanh khoản đã. Xin kính chào quý nhà đầu tư, rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình VINSIDE, chương trình phân tích chuyên sâu cùng với các chuyên gia của VNDirect định kỳ vào 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình phân tích về thị trường và các kênh tài sản đầu tư, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận với chủ đề đó là quỹ dự phòng, bước chân đầu tiên đến với con đường tự do tài chính. Trước tiên khi đi vào chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu các panelist ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì có chị Nguyễn Hồ Nga đến từ phòng IPAM, có anh Nguyễn Tuấn Anh đến từ phòng BeWell của VNDirect và có anh Vương Hoàng Sơn đến từ phòng trái phiếu của VNDirect, và moderator ngày hôm nay là tôi, Lương Xuyên. Và nội dung trao đổi của chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào 3 bức tranh chính. Bức tranh thứ nhất đó là cập nhật tình hình Covid-19, thông tin kinh tế thị trường đáng chú ý. Bức tranh thứ hai đó là quỹ dự phòng, bước chân đầu tiên đến với con đường tự do tài chính. Và bức tranh thứ ba đó là giao lưu cùng với quý nhà đầu tư. Chính vì vậy mà trong quá trình mà các chuyên gia của chúng ta có trao đổi thì quý nhà đầu tư hãy để lại câu hỏi dưới comment của livestream của chúng tôi. Trước tiên thì tôi xin phép cập nhật những thông tin về Covid hay là thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần vừa qua. Thì có hai thông tin vĩ mô và đặc biệt quan trọng, và thứ hai là thông tin về các kênh tài sản. Cập nhật một chút về thông tin Covid đến ngày 19 tháng 10 năm 2020 thì số ca mắc Covid lên đến hơn 40,3 triệu người nhiễm và hơn 1,1 triệu người chết vì Covid-19. Ở châu Âu thì lo ngại trước làn sóng Covid thứ hai đã khiến cho nhiều nước phong tỏa và đưa ra lệnh cấm hàng loạt. Về thông tin thị trường thì ở Mỹ thì đang lo ngại về gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ và sẽ không qua được cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, và tình hình dịch bệnh tại châu Âu khiến cho chứng khoán Mỹ điều chỉnh, và gói kích thích này thì sẽ có kết quả bỏ phiếu vào cuối tháng 10 với quy mô là khoảng 1.800 tỷ USD. Và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước tăng lên đỉnh của 2 tháng. Đánh giá với thông tin này đó là trong quá khứ, ở thời điểm bầu cử thì chứng khoán Mỹ luôn điều chỉnh, nên giai đoạn sắp tới thì chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ không tăng. Về tại Trung Quốc thì đang dẫn đầu về đà hồi phục kinh tế thế giới. Năm 2020 thì GDP Trung Quốc năm nay dự báo sẽ tăng 1,6%, trong khi kinh tế thế giới có thể giảm 5,2% theo Ngân hàng Thế giới. Và hiện nay thì nền kinh tế này đang có quy mô khoảng 14.600 tỷ USD, tương đương với 17,5% GDP toàn cầu. Và một số thông tin về các kênh tài sản đầu tư. Thì kênh bất động sản thì giá bất động sản không giảm dù lượng giao dịch yếu đi. Và kênh bất động sản nhà ở thì vẫn đang hút tiền trong dân. Phân khúc về nghỉ dưỡng đóng băng thì hiện tại thì đang đóng băng. Về lãi suất tiết kiệm thì duy trì ở mức khá là thấp. Ứ động vốn trong hệ thống trong khi doanh nghiệp thiếu vốn, và nếu như tiếp tục thì nền kinh tế sẽ hồi phục chậm. Trong tuần vừa qua thì giá vàng thế giới ổn định sau đà giảm. Đó là những thông tin về Covid và thông tin kinh tế thị trường trong tuần vừa qua. Và hôm nay thì chúng ta cũng đi luôn vào bức tranh chính của câu chuyện ngày hôm nay, đó là về quỹ dự phòng. Trước tiên vào quỹ dự phòng thì tôi cũng điểm qua một chút về thực trạng của thị trường tài chính đầu tư. Thứ nhất đó là về thực tế phũ phàng ở trên thị trường chứng khoán. Có 3 điểm mà chúng ta cần chú ý, đó là 95% số nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán là thua lỗ. Và mọi người thường trêu thì VNDirect là mối tình đầu và hết các nhà đầu tư và hết tiền sau 2 năm. Và thứ ba đó là đầu tư chứng khoán là rủi ro và cờ bạc và không thể tiếp cận. Đó là cái mà khiến cho nhà đầu tư không thể tiếp cận với thị trường đầu tư. Và đây là những bức tranh mà nhà đầu tư mọi người có chế để theo trend, là khi mà nhà đầu tư mua thì T1, T2, T3 hàng về, sau đó thì gồng lỗ và cố lên gồng lỗ, nhưng mà cuối cùng thì hòa vốn thì lại bán mất. Vậy thì tại sao bất sản đầu tư lại trở thành cái kỹ năng thiết yếu trong tương lai? Thì theo thống kê thì 73,6% là độ tuổi trung bình của Việt Nam và 90% phải sống phụ thuộc khi mà đến tuổi về già. Như vậy thì đến năm 58 tuổi thì chúng ta sẽ như thế nào? Và trước đây thì bố mẹ thì hay coi con là tài sản, nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì con cái cũng có những cái khó khăn riêng trong cuộc sống. Chính vì vậy mà bố mẹ sẽ phải chủ động để tạo ra cho mình những cái tài sản để có thể an tâm về tài chính khi mà nghỉ hưu. Và đây là những sai lầm về cách tiếp cận trong đầu tư của quý nhà đầu tư. Thì thứ nhất đó là nhà đầu tư thì thường hay hành động theo tâm lý đám đông. Thứ hai là không phân biệt được đầu tư và đầu cơ là như thế nào. Thứ ba là không phân biệt được thế nào là tài sản và thế nào là tiêu sản. Thứ tư là đầu tư chứng khoán thì để kiếm tiền nhanh và rủi ro rất là cao. Và nhà đầu tư thì không lập kế hoạch tài chính đầu tư hay là tháp tài sản, không hiểu được và khai thác hết được các dịch vụ định chế tài chính trung gian của các công ty. Và tiếp theo đó là không kiên định đi theo một mục tiêu và có người đồng hành tin cậy. Cuối cùng là thiếu hiểu biết về rủi ro đầu tư và danh mục các sản phẩm dịch vụ phù hợp. Vậy thì cái gốc căn bản trong quản lý tài chính đầu tư thì có đó là về tự do tài chính thì nhà đầu tư chưa hiểu được và chưa có khái niệm đúng về tự do tài chính và chưa phân biệt được các phương tiện đầu tư, chưa xây dựng được cho mình về các tháp tài sản. Và nhà đầu tư thì vẫn đang thiếu năng lực đầu tư và thiếu đi người đồng hành. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu trước về tầm quan tháp tài sản là như thế nào. Thì xin phép hỏi anh Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh có thể chia sẻ cho nhà đầu tư về bức tranh lớn về tháp tài sản trong tài chính đầu tư hay là trong tài chính cá nhân, và tại sao mà lại xây nên tháp tài sản như vậy? Tháp tài sản có ý nghĩa như thế nào đối với nhà đầu tư? Trước khi đi vào cái cụ thể cái tháp tài sản ấy thì là mình có một cái hình ảnh như này, tức là đầu tư đối với mình như một cái cuộc sống bình thường thôi. Tức là khi mà mình đi ra, ví dụ mình đi ra ngoài đường chẳng hạn như vậy, thì mình lên một cái xe máy, thì cái việc đầu tiên mình hay thắc mắc là kiểu đi ra đường thì cái xe máy có một cái tay ga với một cái tay phanh chẳng hạn như vậy, thì liệu là mình có thể đi với cả chỉ một tay ga không mà mình không có phanh không? Thì lúc đầu thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể chứ, đúng không? Hoàn toàn có thể. Tức là nếu mà có tay ga và không có tay phanh có đi được không? Hoàn toàn có thể. Nhưng cái thực tế là khi mà nếu mà trên đường mà nếu mà có tay ga không mà không có tay phanh thì đi nhanh và rất dễ bị tai nạn. Thế thì để quay lại cái tham gia tài sản thì mọi người sẽ nhìn thấy ngay luôn, đấy là một cái câu chuyện là cái tầng đầu tiên của cái tham gia tài sản mà VNDIRECT đang mong muốn truyền thông đến mọi người ấy, là cái thứ nhất là nhóm tài sản phòng vệ, tức là phần dưới cùng ở phía dưới. Thì trong nhóm tài sản phòng vệ thì lát nữa thì chắc là có cơ hội thì mình sẽ đi chi tiết sâu hơn. Thì vậy thì ở trên tầng phía trên thì chúng ta có nhóm liên quan đến nhóm tài sản tích sản. Đây thì cái nhóm tài sản tích sản, và cái nhóm tầng thứ ba là cái giao dịch tài sản kinh doanh. Thì ở tầng 2, tầng 3 thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ thiên về như kiểu cái tay ga mà tôi còn nói ban nãy. Để làm sao mà chúng ta có thể phát triển nhanh trong cái trong tăng trưởng tài sản của mình. Thì vậy thì để mà nó an toàn ấy thì chúng ta vẫn nên xuất phát từ cái đầu tiên là tài sản bảo vệ. Thì tài sản bảo vệ sẽ giúp cho chúng ta có thể tránh được cái bài toán mà một trong những bài toán kinh điển của tài chính, đó là gọi là lâu đài trên cát. Trước đây thì lâu đài trên cát là một cái thứ mà dân tài chính nói chung là rất là hay ngại. Thế là chúng ta rất là giàu lên, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ sập ngay vào ngày nào đó thì cả cái nền tảng của chúng ta bị sập. Thì VNDIRECT mong muốn rằng là có thể promote được cái tư duy về tham gia tài sản để làm sao mà hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng được một cái tổng tài sản của mình một cách bền vững. Sau đó thì mới tiến đến cái công tác là gia tăng tăng trưởng cái tài sản. Thì mình nghĩ là chắc là ai cũng muốn đi nhanh cả thôi. Tuy vậy thì đi nhanh một cách an toàn thì đấy là cái câu chuyện mà VNDIRECT muốn nhắc tới. Vậy thì khi mà xây dựng lên tháp tài sản như thế này thì tại sao lại xây dựng các tài sản thành 3 tầng như anh Tuấn Anh vừa nói và giúp ích gì cho nhà đầu tư? Tại sao lại 3 tầng? Đấy, như nói với đấy, tức là cái 3 tầng thì trong đó thì nếu mọi người nhìn kỹ thì mọi người, anh nghĩ em quay lại cái đấy đúng không? Thì chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về tài sản phòng vệ nhá. Thì ở trong cái tầng đầu tiên là tài sản phòng vệ, thì tài sản phòng vệ đối với Tuấn Anh nó giống như là một cái, như bạn nãy nói, là giống như một cái mũ bảo hiểm hoặc như cái phanh của cái xe máy, tức là nó là một cái khu vực tài sản để làm sao chúng ta dự phòng khi mà có điều gì đó rủi ro xảy ra với chúng ta. Thế thì trong đó thì chúng ta sẽ có, nếu mà chúng ta thấy là theo trục thời gian ấy, thì chúng ta sẽ có những cái rủi ro mà hoàn toàn có thể diễn ra ngay lập tức, ngay tại thời điểm bây giờ. Nếu không ai có thể nói trước được rằng là, đặc biệt là chúng ta vừa mới chạy, gọi là vẫn đang nằm trong cái khu vực thời gian Covid, thì đây là lần đầu tiên mà chúng ta sẽ được nhìn thấy rõ ràng luôn cái rủi ro, khá nhiều người bị mất công ăn việc làm. Thì cái phân khu đầu tiên là phân khu mà tài sản để dự phòng thanh toán, thì giúp cho nhà đầu tư có thể là chuẩn bị được cho những cái rủi ro như kiểu mất lương chẳng hạn như thế, mất cái nguồn thu nhập chính. Cái thứ hai là cái bảo hiểm, trong đó thì đặc biệt là liên quan đến bảo hiểm phi nhân thọ, ở trong đó thì có thể là nhắc luôn đến bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm mất sức lao động, tức là ví dụ như chúng ta đi làm một cái nghề gì đấy rủi ro, chúng ta mất luôn cái sức lao động của mình, gãy chân gãy tay rồi đó, mất sức lao động luôn. Hoặc là bảo hiểm tử kỳ, tức là đến lúc mà chúng ta bị mất chẳng hạn như đột ngột bị mất. Cái thứ ba là chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây là hưu trí. Thì hưu trí là một cái điểm rất đặc biệt của VNDIRECT khi mà thiết kế, là hưu trí lại nằm trong cái tầng là tài sản phòng vệ. Ở đây thì ban nãy tôi đang còn nói đến chuyện là cái rủi ro hiện tại, thì hưu trí là thực ra để đảm bảo cho một cái rủi ro tương lai. Rủi ro đây là gì? Là rủi ro là khi mà chúng ta đi nghỉ hưu sau này ấy, thì chúng ta không đủ cái lương hưu trong tương lai của chúng ta, nó không đủ cả chi trả cho những cái phần mà chúng ta đang mong muốn chi trả lúc mà chúng ta có hưu trí. Thế thì ở cái tầng mà là tài sản phòng vệ thì VNDIRECT mong muốn mang đến cho chúng ta vừa bảo vệ tại thời điểm hiện tại cho các vấn đề liên quan đến sức khỏe, cho các vấn đề liên quan đến phi sức khỏe, có nghĩa là liên quan đến những cái phạm trù khác, thu nhập, ví dụ như là bất thường, có điều gì đấy xảy ra đấy. Và chúng ta còn lo cả phạm trù tương lai. Phạm trù tương lai là phạm trù hưu trí. Hưu trí tức là trong tương lai. Nói đến hưu trí thì nếu mà để nói cụ thể hơn thì chắc là khá là dài, nhưng mà để mà nói nhanh ấy, thì chúng ta hãy có một cái hình ảnh như này. Nếu bây giờ bạn đang ở độ tuổi 35 chẳng hạn, mà nếu mà 55 tuổi các bạn định là chúng ta sẽ hưu trí tài chính, thì chúng ta chỉ còn 20 năm nữa để tiết kiệm cái phần tiền hưu trí này thôi. Giả định như là chúng ta sống như là Lương Xuyên ban nãy có nhắc đến cái tuổi thọ trung bình, thì giả sử như chúng ta sống đến 75 tuổi là một cái độ tuổi trung bình, là độ tuổi thấp, thì cứ một năm hiện tại thì chúng ta sẽ phải gánh cái chi phí của một năm tương lai. Ví dụ như tương lai chúng ta định là tiêu 10 triệu thì nếu mà bỏ qua vấn đề lạm phát đi thì chúng ta sẽ phải có để dành 10 triệu ngày hôm nay. Thế coi như là cái ngày hôm nay chúng ta đang gánh một đồng, ngày hôm nay đang gánh một đồng chi tiêu của chúng ta ở trong tương lai. Thế đây là ba cái trụ trong cái tháp tài sản ở cái phần tài sản dưới cùng đó, là tháp tài sản phòng vệ. Vâng, thì cái phần về bức tranh lớn về tháp tài sản này còn hai chuyên gia, còn chị Nga. Chị cũng muốn chia sẻ một chút là về cái cơ sở mình xây dựng cái tháp tài sản này. Thì mọi người đều biết là trong marketing thì mình có cái tháp nhu cầu Maslow, thì đây là một cái tháp rất là nổi tiếng mà nó ứng dụng rất là nhiều trong marketing này, trong những cái ngành nghề kinh doanh khác và trong cuộc sống hàng ngày. Thế cái tháp nhu cầu Maslow thì chúng ta đều đã học ở trong chương trình đại học, thì mọi người đều thấy rằng là ở cái tầng cơ bản nhất, cái tầng thấp nhất là cái nhu cầu của con người chúng ta đều phải đáp ứng được, đó là cái nhu cầu ăn ngủ nghỉ. Đấy là những cái nhu cầu cơ bản nhất. Và sau khi mà con người thì nó có đi từ những cái nhu cầu căn bản nhất gọi là physical basic needs, sau đấy thì mới lên được đến những cái nhu cầu cao hơn như là nhu cầu được yêu thương, được thể hiện bản thân. Thì cũng theo một cái tháp nhu cầu như vậy thì chúng ta cũng phải đi từ cái gốc căn bản nhất để đảm bảo được cái cuộc sống của chúng ta. Thì khi mà xã hội con người chúng ta phát triển thì chúng ta mới bắt đầu sinh ra các loại tài sản. Trước đây thì trong nguyên thủy thì chúng ta chỉ có được vật chất và các hàng hóa là là trao đổi thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đã phát sinh ra rất là nhiều cái tài sản phái sinh trên những cái hàng hóa đấy. Chúng ta có tiền, chúng ta có chứng khoán, mà chứng khoán của chúng ta bây giờ rất là đa dạng và nhiều loại. Thế thì chính vì đi theo cái tháp nhu cầu cơ bản của con người cho đến những cái nhu cầu phức tạp hơn như là thể hiện bản thân, thì VNDirect mới muốn xây dựng ra một cái tháp tương tự. Ở bên này nó là nhu cầu, thì bên kia là cái gì để đáp ứng được nhu cầu đó, chính là những cái tài sản của chúng ta, để hỗ trợ của chúng ta, hỗ trợ chúng ta có thể mua được những cái nhu cầu đó. Thế thì cái bên một bên là nhu cầu, thì bên này nó sẽ là những cái tài sản tương ứng. Thì cái tài sản phòng vệ, cái tầng cuối cùng ấy, trong đó nó là để đảm bảo được các khả năng thanh toán cho chúng ta và đảm bảo cho chúng ta được những cái nhu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Rất là nhiều bạn trẻ thì khi mà đi làm có những cái đồng lương đầu tiên thì đã nghĩ ngay đến cái chuyện làm sao để kiếm tiền nhanh, làm giàu nhanh. Thì ở phần đầu Lương Xuyên cũng có nói cho chúng ta thấy được rằng là đó là những cái sai lầm rất là cơ bản khi các bạn tham gia đầu tư mà các bạn chưa trang bị đủ cái kinh nghiệm cho mình, cũng như là các bạn cũng chưa có những cái dự phòng cho cái cuộc sống hàng ngày của mình. Thế thì cái concept về cái tháp tài sản này là cái concept mà VNDirect muốn build cho mọi người, xây dựng cho mọi người để mọi người có được cái sự an tâm tài chính. Đấy chính là cái đích cuối cùng mà chúng tôi hướng đến. Thì an tâm ở đây tức là chúng ta phải có đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản nhất của gia đình chúng ta, của bản thân chúng ta. Thế sau đấy thì chúng ta mới đi đến những cái nhu cầu cao hơn, là để chúng ta thể hiện cái bản thân mình khi mà chúng ta có thể kiếm tiền được nhiều hơn, nhanh hơn. Thì chúng ta không thể nào mà nhảy một phát lên luôn là để nó có thể kiếm tiền nhanh khi mà chúng ta chưa có đủ kinh nghiệm và cũng chưa có một cái nền tảng vững chắc. Thì như anh Tuấn Anh nói, nó giống như chúng ta xây lâu đài trên cát thì nó sụp đổ rất là dễ dàng khi những con sóng lớn nó đến. Thì đấy là cái ý tưởng mà mình muốn chia sẻ thêm với các bạn, là tại sao mà chúng tôi xây dựng cái tháp tài sản như vậy. Cảm ơn chị Nga. Thì anh Tuấn Anh và chị Nga cũng có chia sẻ về tháp tài sản. Tức là tháp tài sản mà chúng tôi có xây dựng thì có 3 tầng. Tầng thứ nhất đó là về tài sản phòng vệ, thì trong đấy thì anh Tuấn Anh cũng chia sẻ là có tài sản dự phòng thanh toán, về quỹ bảo hiểm và quỹ hưu trí. Sau đó khi mà chúng ta có một bệ phóng tài chính vững chắc rồi, đáp ứng đủ những cái nhu cầu thiết yếu cơ bản, thì chúng ta sẽ lên một mục tiêu nữa, đó là xây dựng cái tài sản tích sản, kiến tạo thêm thu nhập ổn định và thực hiện để những cái mục tiêu của chúng ta như là mua nhà, mua xe hay là tích sản để cho con đi học sau này. Và tầng tài sản ở trên cùng là chúng ta bắt đầu là lên những tài sản đầu cơ, là khi đó chúng ta có kiến thức rồi và chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cơ hội cao hơn. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn vào quỹ dự phòng thanh toán của buổi ngày hôm nay. Thì trước tiên thì quỹ dự phòng thanh toán là gì? Thì tôi có khá là nhiều những cái khái niệm về quỹ dự phòng thanh toán, nhưng tôi có tìm hiểu một số, đó là quỹ dự phòng thanh toán là nguồn tài sản sẵn có để giúp ta giải quyết các tình huống khó xử về tài chính, ví dụ như mất việc do Covid-19 vừa rồi hay những khó khăn mà bất ngờ xảy đến với chúng ta. Và quỹ dự phòng này thì là quỹ mà chúng ta nên để tách biệt với các tài sản đầu tư hay là các khoản tiết kiệm, và chỉ được sử dụng trong những cái trường hợp bất ngờ. Và tôi có tìm hiểu một số những thực trạng về khảo sát về quỹ dự phòng ở nước ngoài, đặc biệt là ở đây là Mỹ. Thì một cuộc khảo sát mới tại Bankrate thì cho thấy là chỉ có 29% người Mỹ có đủ tiền tiết kiệm cho quỹ dự phòng cho hơn 6 tháng, và chỉ có 18% là đủ tiết kiệm trang trải từ 3 đến 5 tháng. Và nghĩa là có đến 47% người Mỹ là chưa thực sự chuẩn bị cho các trường hợp quỹ dự phòng khẩn cấp này. Và khảo sát thêm những cái lý do sử dụng quỹ dự phòng phổ biến nhất của người Mỹ, thì ở GoBanking Rate thì đã tiến hành một cuộc thăm dò để xác định những lý do hàng đầu mà người Mỹ có chi tiêu quỹ dự phòng, quỹ khẩn cấp này của họ. Thì cho kết quả đó là mọi người sử dụng quỹ khẩn cấp không phải là để mua sắm phù phiếm, mà thay vào đó thì số tiền họ tiết kiệm được sử dụng cho các chi phí lớn bất ngờ phát sinh xảy ra và làm gián đoạn cuộc sống của họ nếu như mà họ không có sự chuẩn bị cho quỹ này. Và các nhu cầu của họ, đó là theo biểu đồ mà tôi có ghi ở đây, thì có 26,4% là sửa chữa lớn trong gia đình, có khoảng 26,1% là chi phí cho xe cộ, 24,4% là cấp cứu cho y tế, và 20,5% là cho mất việc làm, và 16,5% là cho sinh hoạt, 11,3% là cho việc di chuyển đột ngột. Và đây là cũng là lấy từ một số bài báo do đợt Covid vừa rồi, khi mà lâm vào tình trạng Covid-19 họ không có cái quỹ dự phòng cho mình, lâm vào tình cảnh mất việc thì khi đó rất là khó khăn, cả ở nước ngoài lẫn ở Việt Nam. Rất là nhiều người châu Âu còn trẻ và gặp những cuộc sống khó khăn. Ví dụ như là đây là ở Việt Nam đi, thì là có anh Đỗ Văn Tài, thì khi mà Covid bùng phát thì sống ở trong căn nhà rất là nhỏ và có đứa con nhỏ nhưng không đủ để sinh hoạt, chi phí sinh hoạt hàng ngày, và căn nhà này của anh thì còn là đi thuê. Và về thực trạng về việc quản lý tài chính cá nhân của người trẻ hiện nay thì đó là họ thu nhập cao, tuy nhiên thì chi tiêu của họ thì có khi là hơn cái phần mà họ tích lũy, và khi mà họ cần đến một khoản tiền thì sẽ không có, và khi đó thì dẫn đến cái tình trạng là họ bắt đầu đi vay mượn từ người thân, bạn bè hay là ngân hàng. Và thứ hai đó là họ luôn sống trong cái tâm trạng là muốn giàu nhanh và sở hữu nhiều tài sản như là chung cư hay là ô tô xịn, điện thoại thì đời mới nhất. Và thứ ba là họ sử dụng tiền của mình vào các tài sản đầu tư kinh doanh như cổ phiếu, bitcoin thì quá là rủi ro khi mà chưa xây dựng cho mình cái bệ phóng tài chính vững chắc. Và vậy thì anh Tuấn Anh có thể chia sẻ một chút cái lý do để mọi người nên xây dựng cái quỹ dự phòng này, và quỹ dự phòng đóng vai trò như nào trong cái bệ phóng tài chính của họ? Thanh toán nhanh, quỹ dự phòng thanh toán nhanh. Thực ra là Lương Xuyên cũng nói hết các cái lý do chính rồi, thì mình nghĩ là chỉ bổ sung thêm một tí thôi, tức là cái chắc là chả phải riêng nước mình, là nước nào chẳng thế, là kiểu như là loài người chắc là cái loài là nước đến chân thì mới nhảy. Thì lần này thì cũng là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến một cái sự kiện mà nó rất là hiếm khi xảy ra, và nó được cộng hưởng ở cái Covid ấy, nó là cộng hưởng của nhiều người cùng rơi vào một cái khung cảnh, một cái hoàn cảnh mà có thể dễ dàng nhìn thấy được. Thế thì cái sự bất thường nó có thể đến với chúng ta, nói chung là đã gọi là bất thường thì nó thường là chúng ta không dự đoán được cơ. Chứ nếu như mà chúng ta cứ đi rút kinh nghiệm rằng là ôi tôi chưa gặp tình huống như thế này bao giờ, tôi chưa gặp tình huống như thế kia bao giờ, thì quả thật là rất là khó khăn. Thì đấy là cái trải nghiệm của Tuấn Anh khi mà đi tư vấn khách hàng ấy. Thì thực ra khi mà nêu ra những cái trường hợp mà những cái case, những trường hợp cụ thể ấy, thì thường là khách hàng sẽ nói rằng là tôi sẽ không gặp tình huống này đâu, tôi sẽ không gặp tình huống kia đâu. Nhưng mà dù gì để gì thì chúng ta cũng có một cái điểm mà cần phải đồng ý với nhau chung ở đây, đấy là cái dù sao thì cái quỹ dự phòng, tức là một cái phần nguồn tiền đấy, nó cũng nên phải có một cái phần nguồn tiền để nó sẵn sàng cho bất cứ một điều gì đó mà bất thường có thể xảy ra. Và chúng ta cũng không nên đặt tên nó là cụ thể, nó là cái bất thường gì. Tôi anh thử nói ví dụ như là riêng về vấn đề sức khỏe chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những người đã từng nói tới nay là tôi mua bảo hiểm rồi thì tôi đâu có cần quỹ dự phòng nữa cho bảo hiểm về sức khỏe chẳng hạn. Nhưng mà sự thật nó khác, sự thật nó là ví dụ như cái thẻ bảo hiểm của bạn mà bạn phải đến đúng cái đơn vị mà bệnh viện đó cơ, thì người ta nếu mà người ta chấp nhận cái thẻ của bạn mà mình không phải trả tiền mặt cơ, có khi là mình ngay lúc đó mình vẫn phải trả tiền mặt luôn. Cũng không thể nào bảo là tôi đã mua bảo hiểm rồi và tôi không trả tiền mặt được. Thế là cái tiền ngắn hạn này nó cũng vẫn là một cái câu chuyện nó rất là bất thường có thể xảy ra. Hoặc là thử ví dụ khác đây là có thể là những người rất là thân với chúng ta và họ có gặp một cái biến cố gì đấy, một biến cố gì đấy bất thường, và mình ở cái giá trị tiền mình rất cần có một cái tiền ngắn hạn để mình chi trả cho việc đó. Thì tôi nghĩ rằng là nên gom chung mọi lý do đấy, thì và chúng ta rất khó để mà đặt được một cái tên chung và để có một sự đồng nhất. Nhưng mà có một sự thống nhất chung là cái câu chuyện rằng là cái rủi ro nó có thể ra rất là bất thường, và chúng ta chắc là chúng ta trong cái bất thường này chúng ta có một cái công cụ là tiền ấy, thì cũng xử lý được khá là nhiều, mặc dù không phải rốt ráo tất cả nhưng mà khá nhiều biến cố đấy. Thì vấn đề là nó lại là tiếp tục thì mới sẽ sang vấn đề là tiếp tục là số tiền đấy là bao nhiêu, đúng không ạ? Số tiền bao nhiêu thì Lương Xuyên cũng nói vấn đề ở trên đó, tức là cái phân tiền đấy như ở Mỹ ấy, thì có các bạn thì đang nắm được khoảng tầm dưới 3 tháng, trên từ 3 tháng đến 6 tháng chẳng hạn như vậy. Thì cái này nó chắc là rất là tùy từng người. Tuy vậy thì nó nhắc nhở cho mình được cái câu chuyện rằng là nếu mà mình có thể giảm bớt được cái chi tiêu đi một chút thì cái lối sống của mình nó sẽ hơi khác đi, và cái lúc mà nó có rủi ro xảy ra thì thực ra các cái bản chất nhu cầu mình đã thấp sẵn rồi ấy, thì thực ra là mình sẽ ease out, mình sẽ thấp hơn cái mình sẽ nâng cao lên cái khả năng chịu đựng về mặt thời gian của con người đó, hơn là kiểu như là nếu mà chúng ta quen cái lối sống của chúng ta nó cao sẵn rồi chẳng hạn như thế, thì đúng là khi mà rủi ro xảy ra thì chắc là cũng hơi khó chịu. Thì đợt vừa rồi cũng là Covid-19 thì không biết là chị Nga với anh Sơn thì trong cuộc sống xung quanh, người thân bạn bè hay báo chí thì anh chị nghĩ sao nếu như mà anh chị có gặp những cái trường hợp mà họ cũng bị không chuẩn bị cho mình cái quỹ dự phòng này chẳng hạn, thì anh chị có thể chia sẻ? Thì mình thấy là Covid-19 nó ảnh hưởng thì trên quy mô toàn cầu rồi, nhưng mà tại Việt Nam mình thì mình cũng thấy rất là nhiều bạn bè của mình rõ ràng là có bị ảnh hưởng. Ví dụ như là mình có một người bạn thì họ đầu tư vào khách sạn, là một chuỗi khách sạn ở dưới Hạ Long. Thì trước Covid-19 thì mọi người biết rằng là du lịch Việt Nam tăng trưởng rất là mạnh, và đặc biệt là ở những cái khu vực như là Quảng Ninh. Thế thì Quảng Ninh và Đà Nẵng chẳng hạn, hay là Phú Quốc. Thế thì cái việc mà đầu tư vào khách sạn lúc đó là mọi người rất là lạc quan, bởi vì là GDP Việt Nam thì tăng trưởng đều, lượng khách du lịch vào nước ta cũng tăng trưởng rất là đều. Và ngoài ra thì các cơ chế chính sách của đất nước ta, chính phủ cũng rất là mở cho cái việc là phát triển du lịch. Thế nhưng mà khi Covid đến thì tất cả mọi thứ nó đều không như chúng ta dự đoán, và nó là những cái điều mà không ai có thể lường trước được. Thế thì rất là nhiều người bạn của mình, thứ nhất là khi mà đầu tư vào khách sạn thì phải vốn lớn, phải đi vay. Lúc đó khi mà Covid đến thì doanh thu không có này, có thể nói là doanh thu về bằng không, trong khi chi phí lãi vay vẫn phải trả, chi phí nhân viên vẫn phải duy trì, vẫn phải bảo dưỡng. Nếu không thì để lâu là khách sạn, mọi người cũng biết rằng là chúng ta không ở một vài ngày thôi, một ngôi nhà nó đã một vài tháng nó đã xuống cấp như thế nào. Thì tất cả những chi phí đến lúc đấy nó trở thành gánh nặng, và nếu như chúng ta không có một cái quỹ dự phòng ấy, thì chúng ta còn phải lẹm vào cả những cái số tiền mà bình thường, dụ có những người đi làm thêm cái việc đó thì phải lấy lương ra để bù đắp cho chi phí của những cái business đó. Còn những người mà đặt tất cả vào cái đó thì mọi người biết là phải bán tất cả những cái tài sản mà ví dụ như là vàng hay là những cái khoản đầu tư khác để bù đắp cho đó, và nếu không có thì còn phải giao bán cắt lỗ. Thì tất cả những cái việc mà ngay cả trong đầu tư kinh doanh nó có những cái rủi ro mà chúng ta không thể lường trước được. Thế thì làm thế nào để đảm bảo cho chúng ta cái cuộc sống của chúng ta không bị ảnh hưởng, thì nó là một câu hỏi rất là khó. Thế tuy nhiên thật ra thì mình thấy là đối với cả người dân Việt Nam mình, và nhất là người miền Bắc mình ấy, thế hệ của ông bà chúng ta, thì cái việc mà dự phòng và chắt chiu cho cuộc sống thì nó đã ăn vào nếp sống của chúng ta rất là lâu rồi. Thế tuy nhiên là cái thế hệ trẻ bây giờ thì các bạn rõ ràng là có một cái cách nhìn khác, một cái cách nhìn nó cởi mở hơn, bởi vì thật ra cơ hội đối với chúng ta cũng nhiều hơn, chúng ta cảm giác là cơ hội đối với chúng ta cũng nhiều hơn. Khi chúng ta gặp một vấn đề gì đấy chúng ta có thể xoay sở cách này cách kia. Thế nhưng mà Covid-19 vừa rồi mình nghĩ nó cũng đã thay đổi khá là nhiều cách suy nghĩ của chúng ta, nhìn nhận về cuộc sống, về cái sự bất an trong cuộc sống, cái bất định mà nó có thể xảy ra xung quanh chúng ta. Và càng như thế thì chúng ta càng cảm nhận được rằng là cái quỹ dự phòng tài chính cho bản thân và cho gia đình nó quan trọng hơn như thế nào. Em cảm ơn chị Nga. Em thì có một câu chuyện là nó không xuất phát ngay từ đợt Covid lúc ban đầu, nhưng cách đây khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng rồi, khi mà bắt đầu mà trẻ con bắt đầu đi học trở lại thì trên cái diễn đàn phụ huynh học sinh trường con em học thì có một phụ huynh đã chia sẻ cái tình trạng của mình là như này, là anh ấy làm trong ngành du lịch, và trước đây thì anh ấy cũng có cái quỹ dự phòng để cho con mình là có thể đi học. Tức là khi mà trước cái năm khi bắt đầu năm học mới là anh ấy đã chuẩn bị sẵn một cái budget cho học phí của con ấy năm tiếp theo rồi. Đấy. Thế nhưng mà sau khi Covid đến thì doanh nghiệp anh ấy quá khó khăn, cho nên là anh ấy phải lấy cả quỹ dự phòng cho con đi học để bù đắp lỗ cho cái hoạt động kinh doanh của anh ấy, và đã phải dẫn đến một cái quyết định mà nó cũng khá là khó khăn. Anh ấy là phải cho chuyển con đi sang trường công để học, vì trước đây con anh ấy cũng học ở trường tư, với cái hệ nâng cao, học phí cũng khá là đắt đỏ. Mình thấy là trong cuộc sống có nhiều thứ mà mặc dù mình đã có thể chuẩn bị trước được, nhưng mà cái mức độ cũng như là cái mức mà tàn phá của những cái biến cố đấy thì nhiều khi mình không thể nào mà nói trước được. Dạ vâng, cảm ơn sir. Thì đã thấy là như lúc nãy chị Nga còn nói là giới trẻ bây giờ thì suy nghĩ thoáng hơn ông bà ta ngày xưa, đúng là như thế. Bởi vì có một cái khái niệm mà giới trẻ đang nói là YOLO, bạn chỉ sống một lần ấy ạ. Thì cái đấy thì các bạn muốn là tận hưởng cuộc sống, chính vì vậy mà không suy nghĩ quá nhiều hay xây dựng cho mình cái tài sản phòng vệ. Và chắc là qua cái đợt Covid-19 vừa rồi thì rất là nhiều bạn hay nhiều gia đình cũng nhận ra điều đấy và đang có xu hướng muốn thay đổi, muốn xây dựng cho mình cái nền tảng tài chính vững chắc nhất. Vậy thì tại VNDirect thì cũng đang xây dựng cái sản phẩm là về quỹ dự phòng. Vậy thì các bước xây dựng quỹ dự phòng như thế nào thì anh Tuấn Anh có thể chia sẻ với mọi người để mọi người có thể tự mình xây dựng quỹ dự phòng hoặc là có thể nhờ đến cái này. Thực ra là mà tư duy chúng ta cũng không hoàn toàn không có cái gì đi ngược lại cái việc mà chúng ta enjoy cái việc mà là sống một lần trên đời cả. Lý do tại sao Tuấn Anh nói như vậy vì là như bạn ấy có một đã nhắc lại một lần rồi, xin phép là nhắc lại, đấy là cái việc mà chúng ta xây dựng cái quỹ phòng ngừa rủi ro là chính là bảo vệ cho chính mình, hàng đầu là cho chính mình trước. Nó không làm giảm bớt đi cái khái niệm việc mà các bạn có thể sống hạnh phúc hơn ở tại cái thời điểm hiện tại, mà ngược lại có khi nó lại làm tăng cho các bạn cái việc đó hơn. Tuấn Anh thử nói ở trên mấy giác độ sau đây. Thứ nhất là giác độ là Tuấn Anh nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đi ra đường mà chúng ta chúng ta mang theo một cái mũ bảo hiểm hoặc là chúng ta có một cái phanh như Tuấn Anh nói thì chúng ta sẽ cảm giác an toàn hơn nữa. Thứ nhất là phạm chủ cảm giác đã. Ví dụ như là thử đi, hai con người mặc dù không có bất cứ điều gì xảy ra cả, hai con người, một con người thì có một chút tiền trong ví của bạn đi, bạn đi ra đường bạn không lo lắng gì cả, nhưng mà cái người mà dần giống như thế, tự nhiên hôm nay ví không có gì, không có gì trong ví cả, lúc nào đi cũng nhấp nhổ mà không biết bây giờ hôm nay mà chẳng may mà đâm phải cái thủng lốp xe chẳng hạn như thế thì không biết lấy tiền đâu ra mà để bơm lốp xe. Đấy thì chỉ mà cái sự mà là có sự thật là có phải có hỏng thủng lốp xe hay không ấy thì nó chưa đến, nó không đến, có khi nó cũng chả đến. Đấy, nhưng mà cái sự an tâm ấy, cái cảm giác bên trong ấy là để dành cho những người mà người ta có cái sự chuẩn bị, và đấy là cái cảm giác an tâm nó sinh ra từ cái việc đó. Nên là tôi nghĩ rằng là nó cũng hoàn toàn không đi ngược lại cái tư duy của các bạn trẻ về chuyện đó. Cái thứ hai nó lại giúp cho các bạn hơn trong việc đó trong tương lai, bởi vì thử tưởng tượng đi là nếu mà là chúng ta không chuẩn bị cái điều này, không chuẩn bị cái dự phòng này thì có khi là chúng ta lại không enjoy được cái gì cả. Chúng ta sống một lần trên đời, đúng không ạ? Ý là chúng ta mong muốn rằng là mọi khoảnh khắc là chúng ta sẽ được ít nhất là chúng ta sẽ được cảm thấy feel free, chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta cảm thấy enjoy chứ không phải chúng ta thấy lo lắng, đúng không? Thế nếu mà chúng ta có một phần tiền mà chúng ta để đảm bảo chúng ta cảm thấy thoải mái hơn nữa thì chắc phải mừng hơn chứ, đúng không? Tức là sống một lần trên đời mà vẫn thấy ok hơn. Đấy thì anh nghĩ như vậy. Thế chị bây giờ đi vào cái câu trả lời chính, tức là cái chuyện là nên làm như thế nào thì cũng rút ra từ cái việc mà Tuấn Anh nói thôi. Thì Tuấn Anh coi như đây là một cái chi, Tuấn Anh nghĩ rằng là mọi người nên coi đây là một cái chi phí của cuộc sống, cái chi phí đang có ngay ngày hôm nay này. Một trong những cái tư duy sai lầm là khi mà chúng ta chỉ lấy lương này trừ đi cái phần thực chi bình thường. Thực chi bình thường là những cái thứ gì nào? Ví dụ như là thuê nhà này, ví dụ như là tiền ăn uống này, ví dụ như là tiền của Sơn cho con đi học này. Đấy là những cái chi rất là hiển hiện và nó có mặt ngay ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta từ đầu giờ chị Nga cũng có nói và Sơn có nói là chúng ta đang bàn đến các cái góc độ là những cái chi nó lại xảy ra bất thường. Và cái bất thường đấy là một cái lẽ mà nó là như kiểu tất lại dĩ ngẫu, là nó không xảy ra năm nay thì nó lại xảy ra năm sau, xảy ra năm sau nữa, đại loại nó gần như là chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì chúng ta ở đây cũng đủ tuổi để chắc là xác định là gần như là là sẽ có một điều gì đó bất thường mà chúng ta không dự đoán trước rồi nó sẽ xảy ra. Thế vậy thì nó chính là chi phí của chúng ta ngày hôm nay. Tôi muốn nhắc nhở mọi người như thế là nó chính là chi phí. Chẳng có chúng ta cứ nhìn nhận đấy là chi phí hay không, hay là chúng ta tự huyễn hoặc chúng ta là đấy không phải chi phí cuộc sống. Thử nói một cái hướng khác, tức là ví dụ như nếu mà chúng ta sống ở Nhật thì hình như động đất đối với Nhật đó là chi phí cuộc sống của người Nhật. Bởi vì nếu mà nói về xác suất là lâu lâu nó lại động đất mà. Nếu mà chúng ta không người Nhật mà không chấp nhận điều đó thì làm sao mà có nước Nhật ngày hôm nay được? Thì nó không thể có được. Tương tự như vậy thì hôm nay có một cái tin cũng không vui lắm về miền Trung. Có một sự thật là miền Trung đang lũ lụt. Cái đấy là tin buồn, không. Nhưng mà có một sự thật là lâu lâu chúng ta vẫn có cái lũ lụt ở miền Trung. Và đấy là một cái chi phí khá là rõ ràng. Nếu mà đứng trên mặt tài chính, bề diện tài chính là khá là rõ ràng mặt chi phí cuộc sống. Thế vậy thì để mà xây dựng cái quỹ phòng ngừa đó, cái thanh toán, dự phòng thanh toán đó, thì tôi nghĩ rằng là đối với do những lối sống khác nhau, do nếp sống như chị Nga nói, do những nếp sống khác nhau thì mỗi người đều nên có cho mình một cái hoạch định như là một phần chi của cuộc sống này. Thế thì khi mình nhận lương, mình có cái phần chi đó thì tốt nhất là cái phần chi đó nên tách ra luôn, để luôn ra từ đầu, từ cái cuối tháng ấy, tức là khi mình nhận lương mình tách luôn cái phần chi đấy ra để mình hoạch định cho một cái quỹ dự phòng thanh toán. Đấy, thứ nhất là cái nguồn tiền nhá. Vấn đề thứ hai là số tiền bao nhiêu là đủ. Thì cái này lại tiếp tục lại hơi cá nhân, mỗi người chúng ta ở đây lại có những cái công thức chi khác nhau. Thì tôi đang chỉ nghĩ rằng là nó có hai hướng. Một là nó có một cái công thức là ví dụ 6, 9 đến 12 lần cái chi tiêu bình quân của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái công thức đấy nó sẽ cho các bạn một cái kim chỉ nam rất là rõ ràng. Đấy là ví dụ như là 9 lần đi chẳng hạn, Tuấn Anh chọn 9 đi, 9 lần. Thì nếu như mà lối sống của Tuấn Anh mà nó tiết kiệm xuống, minimal đi, nó tiết kiệm xuống, thì cái 9 lần đấy nhân với một cái lối sống tiết kiệm thì nó sẽ nhân ra cái quỹ dự phòng nó cũng thấp thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái lối sống mà chi tiêu quá nhiều á, nói trường hợp của Sơn là ví dụ như là có con đi học trường xịn chẳng hạn, thì chúng ta chi thường xuyên của chúng ta sẽ ở mức cao, và chúng ta sẽ phải dự phòng 9 lần chi ở mức cao thì rõ ràng là cái quỹ dự phòng đấy chúng ta sẽ ở mức cao. Và nó ở mức cao thì nó sẽ sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là khả năng sinh lợi trên tổng danh mục tài sản, tổng tài sản. Bởi vì rõ ràng khi mà chúng ta dự trù cho một cái quỹ thanh toán này, cũng ngược lại là chúng ta không thể kỳ vọng một cái lợi suất nó ở mức cao được. Đấy thì thứ nhất là nguồn tiền, thì tôi xin nhắc lại là nguồn tiền thì mọi người nên trích ngay từ khi mọi người nhận lương hàng tháng. Cái thứ hai mình coi đây là nó là một cái chi phí cuộc sống. Cái thứ ba là nếu mà chúng ta có một cái lối sống tối giản hơn ấy, thì cái quỹ dự phòng thanh toán này nó cũng không phải quá lớn đâu, nên là chắc là mọi người cũng không phải lo lắng gì cả. Thì mọi người cứ bắt tay vào làm thôi. Vậy thì trong các bước mà anh Tuấn Anh có nói là mọi người chuẩn bị nguồn tiền này, sau đó thì sẽ trích, chuẩn bị đó bằng cách nào? Là trích từ cái tiền lương mà mọi người nhận được và coi đấy là cái chi phí cho cuộc sống. Rồi sau đó thì xem là số tiền đối với mọi người là bao nhiêu là đủ, thì mỗi người sẽ có một cái mức chi tiêu khác nhau và tùy vào lối sống của mọi người, có thể lấy kim chỉ nam là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng là tùy vào mọi người. Vậy thì khi mà mọi người trích ra cái khoản tiền đó thì mọi người nên để vào đâu, hay nên đầu tư gì, hay là để ở tài khoản tiết kiệm? Thì anh Tuấn Anh và các anh chị có thể cho mọi người chuyên gia nghe. Thì mọi người thấy là cái tên của nó là quỹ dự phòng, đúng không? Thế thì đã là dự phòng thì mình nghĩ nó phải có 3 cái yếu tố mà mình sử dụng nó trước khi mà những cái trường hợp mà mình phải dùng đến cái quỹ dự phòng ấy. Tức là khi mà mình đã tiết kiệm được tiền rồi thì mình dùng nó để vào đâu á, thì nó phải đảm bảo được 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là an toàn, tại vì nó đã là dự phòng cho mình rồi mà mình lại đi mua chứng quyền này, đi mua hợp đồng phái sinh tương lai chẳng hạn, thì đó là những cái tài sản rất là rủi ro. Thì mình phải để nó vào những cái tài sản đảm bảo an toàn và nó có sinh lời cho mình nữa thì càng tốt. Cái điều Kiện thứ hai, đối với những cái tài sản mà mình sử dụng cái dòng tiền này để đầu tư ấy, là nó phải đảm bảo thanh khoản, bởi vì nó đã làm mình dự phòng cho những cái trường hợp có thể xảy ra trong cuộc sống. Nó có thể hôm nay, ngày mai, năm sau, năm kia, whatever, bất cứ lúc nào mà nó cũng có thể xảy ra, chúng ta không thể đoán trước được. Thì cái điều kiện thứ hai là thanh khoản của những cái tài sản đó chắc chắn phải được đảm bảo. Chúng ta cần là chúng ta phải có, nó có thể phải chuyển ra được thành tiền mặt ngay đó. Và điều thứ ba nữa đó là nó phải tiện lợi. Và chúng ta không thể mua những cái gì, ví dụ là đầu tư ở một chỗ nào rất là xa xôi, mua một miếng đất ở một chỗ, ví dụ ở một cái tỉnh xa, xa nơi chúng ta ở chẳng hạn, rồi nó rất là khó khăn khi làm thủ tục chuyển nhượng các thứ, thì nó cũng sẽ không phù hợp đối với cả một cái tài sản dành cho cái quỹ dự phòng này. Như vậy là để đảm bảo được ba yếu tố này này, an toàn này, thanh khoản và thủ tục tiện lợi, thì nó có những cái gì có thể đáp ứng được. Thì chúng ta sẽ đi, mình muốn Duyên mở hộ mình một cái về các tài sản đầu tư để mọi người có thể nhìn, và từ đấy đây, các em mở cho chị này. Ở đây thì mọi người có thể thấy là có một cái chart nó nói về những cái tài sản đầu tư hiện có trên thị trường. Nó có hai cái trục, một trục là lợi nhuận kỳ vọng và một trục là mức độ rủi ro. Thì mọi người thấy rằng là ở đây cái mức độ rủi ro, nhưng chúng ta đã nói nó phải an toàn, đúng không? Là chúng ta phải chọn những cái tài sản nó có cái mức độ rủi ro ít thôi. Tiền mặt thì đương nhiên là rất là tốt rồi, mọi người có thể giữ ở cash của mình, quỹ dự phòng đó thì nó đảm bảo cái gì. Nếu mà chúng ta giữ tiền ở nhà chẳng hạn nhá, cho vào cash thì đúng là nó có an toàn không thì cái này thì cũng chưa chắc nhá. Trộm bây giờ này cũng rất là chuyên nghiệp thì cũng chưa chắc nhá, nhưng mà thanh khoản thì chắc đúng không, trừ khi bị trộm lấy, nhưng mà thanh khoản thì cứ mở cash là có, đúng không nào. Nhưng mà chúng ta lại không có cái lợi nhuận có thể lấy ra được tiền, nó không thể đẻ ra nếu mà để trong cash rồi. Thủ tục nó cũng sẽ đơn giản, nó không có thủ tục gì cả, chỉ cho vào cash thôi. Nhưng mà tiền gửi ngân hàng thì sao? Chúng ta đi từng tài sản một nhé. Tiền mặt thì như vậy là tiền gửi ngân hàng thì sao? Mức độ rủi ro của nó thì thấp rồi, mọi người đều thấy là thấp. Lợi nhuận nó thế nào? Lợi nhuận thì bây giờ nếu mà chúng ta gửi không kỳ hạn các ngân hàng thì bây giờ nó đang xuống rất là thấp, có khoảng 0 đến 0,1% thôi. Gửi một năm cũng chỉ rơi vào dưới 6%, còn gửi những cái kỳ hạn ngắn thì nó chỉ tầm 3,3% đối với những kỳ hạn 1 tháng và dưới 3 tháng. Và khi mà chúng ta mong muốn nó có cái thanh khoản thì rõ ràng là tương tự chúng ta sẽ thường phải gửi không kỳ hạn hoặc là những cái kỳ hạn rất là ngắn, bởi vì chúng ta gửi dài mà khi chúng ta cần rút một cách bất thường thì lúc đấy chúng ta sẽ bị mất hoàn toàn cái phần lãi suất tiền gửi theo kỳ hạn đó. Và như vậy thì cái tiền gửi thì mọi người cũng biết rồi, vì nó là một trong những cái tài sản mà những hình thức mà mình rất là thân thuộc đối với cả người Việt Nam chúng ta. Hiện nay chúng ta đang có khoảng 4,5 triệu tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, nên một số tiền rất là khổng lồ. Thì rõ ràng tiền gửi nó là cái kênh đầu tư mà rất quen thuộc với mọi người rồi. Thì ở đây thì mình muốn giới thiệu với mọi người một vài những cái kênh đầu tư khác mà nó cũng phù hợp với cả cái quỹ dự phòng thanh toán, tức là nó cũng đảm bảo được ba cái yếu tố mà chúng ta vừa nói đến, đó là cái quỹ đầu tư trái phiếu và trái phiếu. Mình chỉ giới thiệu hai hình thức này thôi, còn những cái hình thức mà những cái tài sản nó nằm phía trên của cái đường lợi nhuận kỳ vọng và mức độ rủi ro như là quỹ cổ phiếu hay chứng khoán phái sinh thì rõ ràng là những tài sản mà có độ rủi ro rất là cao, không phù hợp với cái tính chất an toàn của cái quỹ dự phòng, thì VNDirect cũng không khuyến nghị nhà đầu tư. Thì đối với hai cái tài sản mà VNDirect khuyến nghị thì gồm có quỹ đầu tư trái phiếu và trái phiếu. Ở đây thì quỹ đầu tư trái phiếu nó làm cái hình thức thay thế cho cả tiền gửi và tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn. Thì mọi người có thể nghe thấy cái hình thức quỹ đầu tư này nó tương đối là còn mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Quỹ đầu tư thì bản chất nó chỉ là một cái công cụ để thu hút tiền của các nhà đầu tư vào trong một cái tài khoản chung, và cái tài khoản đó sẽ được đem đi đầu tư vào một rổ những cái trái phiếu ở trên thị trường. Thì cái hình thức quỹ đầu tư trái phiếu này nó đảm bảo được thứ nhất là cái độ an toàn, bởi vì nó chỉ đầu tư vào những trái phiếu có cái độ tín nhiệm rất là cao, những trái phiếu thanh khoản và những trái phiếu niêm yết, và nó cũng sinh lời, bởi vì mọi người biết là trái phiếu là một công cụ nợ mà trong đó tổ chức phát hành sẽ có những cái cam kết để trả lãi cho nhà đầu tư, do đó mà nó sẽ đem lại một cái lợi nhuận cho nhà đầu tư tốt hơn so với cả tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Nó cũng đảm bảo được cái việc thanh khoản, bởi vì những cái quỹ trái phiếu này thông thường nó giao dịch hàng ngày và nhà đầu tư có quyền bán lại cho công ty quản lý quỹ, và công ty quản lý quỹ phải cam kết mua lại, tức là thanh khoản của nó hoàn toàn được đảm bảo. Và yếu tố cuối cùng là thủ tục bây giờ cũng rất là tiện lợi, hoàn toàn có thể làm được online giống như nhà đầu tư rút mà gửi nộp tiết kiệm đối với cả internet banking của ngân hàng. Đối với sản phẩm trái phiếu thì cũng tương tự, nó có cái lợi suất cao hơn một chút và cũng rủi ro cao hơn một chút so với quỹ trái phiếu thôi, bởi vì quỹ trái phiếu là một rổ các loại trái phiếu khác nhau, nó có tính đa dạng cao hơn. Còn trái phiếu thì nó chỉ là một trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thì cái mức độ đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro thì nó sẽ tập trung hơn vào cái tổ chức phát hành đó. Tuy nhiên cái mức độ lợi nhuận kỳ vọng thì nó sẽ được kỳ vọng là cao hơn so với các quỹ đầu tư trái phiếu. Thì đây là ba cái hình thức mà về đầu tư tài sản đầu tư mà VNDirect khuyến nghị đối với các quỹ dự phòng để đảm bảo được ba cái yếu tố trên. Về trái phiếu thì chắc phải mời anh Sơn, bởi vì đây là chuyên gia về trái phiếu của VNDirect. Thì chị Nga cũng giới thiệu một vài những cái kênh đầu tư để nhà đầu tư có thể tham khảo, ví dụ như là tiền gửi hay quỹ đầu tư trái phiếu và trái phiếu. Vậy thì ở trong quỹ đầu tư trái phiếu và trái phiếu thì cụ thể để nhà đầu tư có thể lựa chọn thì nó sẽ là như thế nào? Thì anh Sơn hơi chia sẻ về cái lựa chọn và kênh tài sản trái phiếu. Cảm ơn Duyên. Thì mình xin phép translate lại một tí ba cái điểm mà chị Nga vừa nói đối với tài sản được sử dụng làm quỹ dự phòng. Thì từ trước đến nay thì mình chỉ nghĩ nó là có hai điểm thôi. Thứ nhất là độ an toàn của tài sản, thì cái này thì nó sẽ được đo lường bằng cái mức độ biến động giá của cái tài sản đấy theo thời gian. Thì các bạn nào yêu thích toán học hay là thích tìm hiểu về thị trường thì các bạn có thể làm một số những thống kê về cái mức độ biến động giá của từng loại tài sản theo thời gian, thì các bạn có thể hình dung ra được là cái nào là thuộc loại an toàn và cái nào thuộc loại không an toàn. Một yếu tố thứ hai nữa là về tính thanh khoản. Thì tính thanh khoản thì đối với mình thường chia làm hai cái. Cái chi phí, tức là thanh khoản mình hiểu là cái chi phí để chuyển đổi cái tài sản đấy thành tiền mặt, đúng không ạ? Thì ở đây có hai cái chi phí chính mà mình quan tâm đến. Thứ nhất là chi phí về mặt thời gian, và thứ hai là chi phí về quy ra tiền khi mà mình chuyển đổi cái tài sản đấy thành tiền mặt. Thì chi phí về thời gian thì ví dụ như chị Nga vừa nói, mình không thể, đối với ví dụ bất động sản là một miếng đất chẳng hạn, mình không thể bảo là hôm nay mình bán và ngày mai mình lấy được tiền luôn. Thì đấy là những cái loại tài sản mà có cái chi phí về mặt thời gian rất là lớn, và chi phí về mặt thời gian đấy thì không thể được bù đắp bằng chi phí về tiền, đúng không? Ví dụ bạn muốn bán ngày hôm nay luôn thì cũng không thể nào tìm được người mua luôn, bởi vì những cái tài sản đặc thù nó bắt buộc là mình phải trải qua những giai đoạn đăng báo tìm kiếm hay là gặp ông môi giới, thì không thể nào mà thành tiền ngay được. Và cái chi phí thứ hai là chi phí về tiền thì thông thường là nó sẽ được đo lường bằng cái spread mua chào bán của cái tài sản đấy ở trên thị trường. Ví dụ như là bạn thấy một số cổ phiếu ở trên thị trường thanh khoản nó rất là tốt, thì giá chào mua chào bán thì nó chỉ chênh nhau khoảng 10 đồng hoặc là 50 đồng gì đấy, thì tính ra quy ra phần trăm thì nó rất là nhỏ. Hoặc là những cái loại tài sản như là tiền mặt chẳng hạn, thì tiền gửi từ ngân hàng chẳng hạn, thì khi bạn nếu mà bạn gửi có kỳ hạn thì quy ra khi mà bạn terminate, tức là bạn tất toán trước hạn ấy, thì cái chi phí quy ra tiền mặt nó sẽ là cái chi phí, cái lãi suất mà bạn nhận được, đáng nhẽ phải nhận được với cái lãi suất mà bạn nhận được khi mà bạn tất toán trước hạn là 0,mấy% đấy, tùy ngân hàng không? Thông thường người ta sẽ đưa về không kỳ hạn. Thế thì cái quyết định về tính thanh khoản của tài sản là nó sẽ dựa trên cả hai cái yếu tố đấy, là bạn phải đáp ứng được. Thứ nhất là cái quỹ dự phòng là phải có, thứ nhất là an toàn thì mình không nói đến, là phải loại tài sản mà có biến động giá thuộc dạng thấp nhất. Thứ hai là cái chi phí về mặt thời gian, thì thanh khoản tài sản đấy nó phải là nhỏ, một ngày hoặc là một vài ngày cũng lắm như thế. Và cái chi phí về mặt tài chính để bán cái tài sản này đi thì nó cũng phải là thuộc dạng hàng thấp nhất. Mình không thể nào mà dự phòng một cái tài sản mà mua xong rồi bán lại phát mất luôn 10% được, đúng không ạ? Thì tính về mặt đầu tư là nó rõ ràng không hiệu quả ở đấy. Thì ở trên thị trường thì khi mà xét đến ba yếu tố đấy thì cái tiền gửi ngân hàng, trái phiếu và quỹ đầu tư trái phiếu như chị Nga vừa nói, nó là ba cái loại tài sản mà nó ưu việt nhất. Thì đối với tiền gửi ngân hàng thì mình nghĩ là không nhất thiết là phải gửi không kỳ hạn, bởi vì như anh Tuấn Anh đấy có chia sẻ thì cái việc mà sử dụng quỹ dự phòng thì lâu lâu mình mới phải dùng một lần, chứ nó không đến nỗi quá thường xuyên, đôi khi là cả năm mình cũng chả dùng đến. Cho nên là mọi người có thể cân đối cái kỳ hạn của mình đầu tư, nó không nhất thiết là phải quá là là hy sinh cái tính thanh khoản với cái lợi nhuận. Mình nghĩ là tầm khoảng dưới 1 năm thì đâu đó nó cũng ok, thì nếu ví dụ các bạn có một khoản khoảng 100 triệu chẳng hạn thì các bạn lại chia làm nhỏ ra khoảng vài chục triệu để nó đáo hạn liên tục thì có thể maximize được cái tối đa hóa được cái hiệu quả đầu tư hơn. Đấy, như thế. Còn đối với hình thức quỹ đầu tư trái phiếu của chị, như chị Nga vừa nói, thì thực sự là nó có rất là nhiều tình yêu Việt. Cái thanh khoản của nó thì cực kỳ là tốt rồi, bởi vì nó đã có thể bán lại được hàng ngày và các bạn có thể thu lại được tiền chỉ trong vòng 1 ngày. Cái giá trị biến động của nó thì cũng rất là thấp. Thì các bạn có thể xem cái performance của NAV trên chứng chỉ quỹ của quỹ trái phiếu VNDIRECT chẳng hạn, thì nó rất là đều, nó đi theo một cái đường tăng thôi. Và khi rút trước hạn rút một cách bất ngờ ấy, ngoài kế hoạch dự kiến, thì các bạn cũng không bị mất bất cứ một cái chi phí nào khi mà bị rút trước hạn cả. Còn đối với trái phiếu thì nó sẽ về mặt cơ bản nó có thể đem lại một cái lợi suất cao hơn đối với các bạn, cho các bạn khi đầu tư. Thì cũng là một kênh mà các bạn có thể cân nhắc đối với những trái phiếu mà bảo đảm, đầu tiên là phải bảo đảm được cái tính thanh khoản đã. Còn về bản chất thì trái phiếu thông thường là sẽ là loại tài sản mà nó biến động ít và nó bảo đảm được cái tính an toàn của cái lớp tài sản dùng để quỹ dự phòng rồi. Cái yếu tố quan trọng mình cần quan tâm đó chỉ là thanh khoản. Thì khi mà mình chọn cái trái phiếu nào để đầu tư thì mình phải bảo đảm được là mình có thể bán được cái trái phiếu đấy bất kỳ khi nào cần. Thì ví dụ những cái sản phẩm trái phiếu của VNDIRECT thì bất cứ sản phẩm nào cũng hỗ trợ cái tính thanh khoản đấy cho nhà đầu tư. Cái chi phí về mặt thời gian cũng như là chi phí cơ hội về mặt lợi suất đầu tư cho nhà đầu tư nó luôn luôn là được bảo đảm ở cái mức độ cao nhất. Thì đối với cái lợi suất đầu tư mà mình nghĩ đối với quỹ dự phòng này cần ấy, thì cái target đối với bản thân cá nhân mình ấy, thì mình chỉ cần nó bằng được lạm phát là mình happy lắm rồi. Tức là khoản dự phòng là nó không bị giảm giá trị về mặt sức mua so với thời gian, thì theo mình cái mục tiêu đấy là nó đã đủ phù hợp để mình xác định được là mình sẽ đầu tư cái quỹ dự phòng của mình vào kênh nào rồi. Thì cái còn lại chỉ là cái cân nhắc lựa chọn của các bạn giữa cái chi phí về mặt thanh khoản với cả cái lợi nhuận mà cái kênh đầu tư để nó đem lại cho mình thôi. Đấy, thì mình chia sẻ như này. Cái sản phẩm của Sơn có bù được lạm phát chắc chắn luôn, xét về dài hạn là chắc chắn là sẽ cao hơn lạm phát, nói nhà đầu tư biết. Vậy thì hiện tại thì anh Tuấn Anh cũng đang xây dựng cái tài sản phòng vệ để cho nhà đầu tư có thể sử dụng để xây dựng cho mình cái tháp tài sản, cái bệ phóng tài chính bền vững. Vậy thì trong cái mà anh xây dựng thì những cái ví dụ như nhà đầu tư mua cái sử dụng cái quỹ dự phòng của anh chẳng hạn, thì họ sẽ phân bổ vào đâu, và những cái tài sản nào và như thế nào, thì anh có thể chia sẻ chút. Đây là mọi người có thể nhìn thấy trên màn hình ấy, tức là đây là một cái lộ trình. Thì trước khi đi vào chi tiết cái lộ trình ấy thì cũng chia sẻ với mọi người, tức là VNDIRECT cũng rất là mong muốn là có thể đồng hành được với tất cả khách hàng trên cái con đường đi GO, tức là cái con đường mà công ty rất là kỳ vọng là được đi cùng với khách hàng trên con đường mà để có sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Thế thì chúng ta đang ở cái hành trình đầu tiên, của cái con đường dài này. Thế thì như tôi anh có vừa nãy có nói thì là chúng ta có thể xuất phát, đây là một trong những cái cách xuất phát điểm để chúng ta xây dựng lên quỹ dự phòng thôi. Sẽ có thể có những cái lập luận khác, có thể có những cách xây dựng khác. Tuy vậy thì đây là một cái cách xây dựng mà khá là phổ thông. Thì chúng ta sẽ xuất phát từ chi phí, từ tổng chi thiết yếu mỗi tháng. Ví dụ như trong trường hợp này tổng chi thiết yếu mỗi tháng là 5 triệu đồng và số tháng dự phòng chi tiêu là 6. Thế như vậy thì chúng ta tính nhanh được thì chúng ta có thể thấy, nhìn thấy quỹ dự phòng cần có là 30 triệu. Thế thì trong cái cách phân bổ ấy, thì như ban nãy các chuyên gia cũng đều nói rồi, thì chúng ta cũng có thể có một loạt các loại hình tài sản khác nhau để chúng ta thực hiện phân bổ. Ví dụ như tiền gửi kỳ hạn ngân hàng, trong kỳ hạn thì lại còn có nhiều loại kỳ hạn. Ví dụ Sơn nói là về tối ưu, về time frame ra, về horizon, về khung thời gian. ví dụ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 13 tháng chẳng hạn như vậy. Chứng chỉ tiền gửi, ví dụ như đi cash fund của VNDIRECT chẳng hạn, hoặc là quỹ trái phiếu, hoặc là trái phiếu doanh nghiệp. Tất cả những cái công cụ ban nãy hai chuyên gia cũng đã nhắc tên đến rồi. Vì vậy thì xin phép cho Tuấn Anh nói luôn ở cái đoạn này luôn, tức là do chúng ta đang trao đổi trên cái phạm trù gọi là tài chính cá nhân. Thế thì đã gọi là tài chính cá nhân tức là nó áp dụng rất riêng cho mỗi chúng ta ở đây, ngay cả 4 người đang ngồi đây thì chắc là sẽ có những cái riêng mình, cái quỹ dự phòng rất là khác nhau. Thế thì VNDIRECT mong muốn là tại trên từng hành trình của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ có đều được nhận được 3 thứ. Thứ nhất là cùng nói chuyện này thì rất là kỳ vọng là các bạn sẽ nhận về được một chút nào đó về cái kiến thức, không chỉ là kiến thức về từng sản phẩm mà đó là kiến thức về cái cách chúng ta lập nên quỹ dự phòng của chúng ta, sử dụng, chúng ta xây dựng nó như thế nào, lên tỷ trọng như nào, lại là cái sử dụng quỹ dự phòng như thế nào nữa. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta đang ở trên một cái màn hình là chúng tôi sẽ hy vọng rằng là chúng tôi có thể hỗ trợ được các bạn một cái kỹ năng xây dựng quỹ dự phòng. Đấy, để chúng ta hiểu thật là rõ là cái cách xây như thế nào. Chứ bình thường trước đây thì Tuấn Anh cũng chia sẻ với mọi người, tức là trước đây thì hầu hết tất cả các định chế tài chính trung gian thì thường là sẽ trực tiếp và bán luôn sản phẩm. Ví dụ như là Tuấn Anh mà là người bán trái phiếu chẳng hạn như thế thì sẽ rủ luôn: Sơn ơi, em mua luôn kiểu 100 triệu trái phiếu luôn. Thế là câu chuyện nó sẽ diễn ra như vậy thôi, rất là nhanh. Nhưng với một cái mong muốn hiện tại thì VNDIRECT rất là kỳ vọng có thể cùng đồng hành với khách hàng này để xây dựng được một cái trí tuệ đầu tư của khách hàng. Thì đồng hành trong quá trình này thì chúng tôi cũng không ngại ngần chia sẻ cái công thức của mình để có thể là lan tỏa được các cái tri thức này. Thì tiếp theo sau khi mà lên được cái mục tiêu rồi thì các bạn có cái người AE, tức là người nhân viên tư vấn đầu tư của VNDIRECT cũng có thể đồng hành với các bạn để xây dựng được một cái lộ trình để làm sao chúng ta lập nên được cái quỹ đó. Chúng ta có mục tiêu là một chuyện thôi, nhưng trên thực tế triển khai thì có rất nhiều người có mục tiêu rất là tốt, nhưng mà đến lúc mà chúng ta chuẩn bị ra cái quỹ đó thì chúng ta sẽ có thể gian nan, bắt đầu nản đó. Tức là chúng ta sẽ không đạt được cái quỹ này. Thì trên màn hình là nhà đầu tư sẽ có hai cách khác nhau. Thứ nhất là có thể đóng tiền đều. Thứ hai là bởi vì cái số tiền 30 triệu thì nó cũng không phải là số tiền quá lớn, nên hoàn toàn có một số nhà đầu tư có thể thôi tách luôn cái phần 30 triệu đấy ra, như kiểu trường hợp mà Sơn nói ban nãy, tức là cái anh đó, cái chị đó có thể để sẵn cái phần tiền đấy ra, sẵn luôn một cục luôn. Thế thì giả định như là nếu mà anh chị chưa xét ra được một cái 30 triệu để riêng thì chúng ta có thể xác định một mục tiêu là chúng ta sẽ lần đầu tiên đóng 5 triệu và chỉ cần là mỗi tháng chúng ta đóng 1 triệu thôi chẳng hạn. Thế thì nhân viên VNDIRECT sẽ cùng đồng hành với tất cả các bạn trong quá trình là hàng tháng để nhắc các bạn một cái lịch như kiểu lịch tập thể dục ấy. Hàng tháng thì khi mà nhận lương thì sẽ có nhân viên nhắc là các anh chị đóng thêm tiền vào cái quỹ dự phòng thanh toán. Thế như vậy thì nó sẽ đạt ở một điểm thứ ba mà công ty cũng rất là mong muốn xây dựng lên cùng với các anh các chị. Đấy là cái lối sống. Tức là chúng ta dần dần khi mà chúng ta thực hiện được điều này hàng tháng một thì số tiền 1 triệu thì tôi nghĩ là cũng là số tiền không phải là lớn, số tiền cũng vừa đủ nhỏ thôi. Nhưng mà nó thể hiện một cái sự sắp xếp cái lối sống của mình làm sao nó quy củ và nó hiệu quả. Thì là trên màn hình là ví dụ như được gọi là đồng hành trải nghiệm, tức là chúng ta sẽ có được nhân viên sẽ cùng với các anh chị, ví dụ như số tiền đóng đầu tiên hàng tháng sẽ nhắc khách hàng là sẽ nạp tiền vào hàng tháng để làm sao mà chuẩn bị cái tương lai mà mình có thể an tâm về tài chính. Thôi là vâng, thì cảm ơn anh Tuấn Anh, anh Sơn và chị Nga cũng đã chia sẻ. Thì tóm lại là những cái tài sản đầu tư mà mọi người có thể phân bổ để xây dựng lên cái quỹ dự phòng này thì để ý là 3 yếu tố chính. Thứ nhất đó là cái độ an toàn của những tài sản đầu tư đó. Thứ hai là về mức độ thanh khoản của những cái tài sản đầu tư này. Và thứ ba đó là cái sự tiện lợi khi mà các bạn cần luôn cái tài sản này để sử dụng cho những trường hợp khẩn cấp thì có thể lấy ra luôn để sử dụng. Và thời gian của chương trình của chúng ta cũng đã gần 1 tiếng, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần giao lưu cùng với quý nhà đầu tư. Thì có nhà đầu tư có gửi câu hỏi cho chương trình, đó là tôi có một khoản tiền tiết kiệm ngắn hạn ở ngân hàng khác thì có được tính đây là quỹ dự phòng hay không? Hoàn toàn rồi, tức là thực ra về ngân hàng thì chỉ là thêm thôi, tức là trước đây chúng ta có khái niệm rất là có một niềm tin như kiểu chắc chắn về ngân hàng. Giờ chúng ta nói một cái từ ngân hàng là nói chung các ngân hàng đều giống nhau, nhưng Tuấn Anh nên nghĩ rằng là đến bây giờ thì đã có những cái phân lớp ngân hàng rất là khác nhau. Thì chỉ nhà đầu tư chắc là phải cân nhắc 3 điểm chị Nga đã nói, đúng không ạ? Thì chưa chắc là các ngân hàng đã tương đồng ở trên 3 cái điểm đó chẳng hạn như vậy, cũng chưa chắc. Cũng thì về chuyện tiền ở đến ngân hàng thì chắc chắn rồi, chắc chắn là tiền ở nhà còn được, mà tức là tiền ở ngân hàng thì cũng chắc chắn thôi, không vấn đề gì cả, cũng được tính vào quỹ dự phòng chứ. Nhưng mà với cái hiện tại tình hình của mình bây giờ thì cái lãi suất của ngân hàng này cũng sẽ đang dần giảm xuống, thì nếu như mà để tất cả những cái tiền này ở quỹ dự phòng thì có vẻ như là mình chưa phân bổ hợp lý lắm. Chính xác, thì đấy cũng là một lý do mà đấy thì hôm nay xin nhắc thêm, tức là đấy là một lý do tại sao mà các bạn rất là cần một cái người tư vấn trực tiếp cho những cái trường hợp cụ thể của mình. Tôi đang thường lấy một ví dụ như thế này thôi, tức là nếu chúng ta để 30 triệu trong cái kịch bản lúc nãy tôi đang nói, thì hoàn toàn mới có một người A này, người ta hoàn toàn có thể để 10 triệu ở tài sản A, 10 triệu tài sản B, 10 triệu tài sản C, nhưng mà lại hoàn toàn lại không theo, có thể là không theo các cái trục mà như mà ban nãy vừa trình bày về trục lợi suất. Bởi vì đã là quỹ dự phòng thanh toán nên như Sơn ban nãy nói, lợi suất nó không phải là cái tiêu chí hàng đầu để mà liên quan đến phân bổ. Mà nếu mà giờ tuần này thì tuần Anh sẽ có một cái kiểu phân bổ hơi khác người tí, là ví dụ như là tuần Anh sẽ ngồi nghĩ rằng là nếu mà rủi ro xảy ra ấy, thì mình sẽ mua đi cash fund chẳng hạn đến 10 triệu. Lý do tại sao? Bởi vì là một ngày mình sẽ rút được tiền luôn. Nhưng cái món thứ hai mình sẽ để là ok thì 7 ngày rút tiền, ok chưa? 7 ngày mà để cái ví dụ như là mình mua cái bond, một cái trái phiếu, thì trong vòng còn tầm 3 ngày, 4 ngày thì mình rút được tiền ra, thì 7 ngày ok rồi, thì là mình sẽ mua 10 triệu thứ hai vào một cái bond thanh khoản cũng ở mức tương đối thôi, không cần mức là muốn là rút tiền ra ngay. Xong là còn 10 triệu cuối cùng rồi, có khi để thật là dài vào, để hẳn như kiểu 13 tháng ngân hàng chẳng hạn đấy, hoặc là một cái bond mà đợi đáo hạn, một cái trái phiếu mà đợi đến đáo hạn, thì cái cách sắp xếp này cũng sẽ giúp cho việc mà chúng ta tư duy được, là chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm. Bởi vì là trong trường hợp mà nếu mà chúng ta coi thanh khoản là một cái yếu tố hàng đầu, thì thanh khoản đấy là vấn đề là bao nhiêu lâu thì rút, đấy, như Sơn nói nãy, bao nhiêu lâu rút tiền ra, thì hoàn toàn chúng ta có thể sắp xếp được chiều này. Thì đây thì chắc là đến cái đoạn mà khi mà tư vấn cái gọi là portfolio, tức là danh mục của các loại tài sản, thì các bạn tư vấn viên về quản lý tài sản sẽ là những cái người tốt nhất để mọi người nói chuyện. Ở đây nó giống như kiểu mọi người đi bác sĩ thì chúng ta đang có 2 chuyên gia, ở đây nó tương tự như là những người sản xuất thuốc, nhưng mà ở trên những cái ca cụ thể, những cái trường hợp cụ thể, thì cái liều lượng như thế nào, cái uống như thế nào, cái liều lượng như thế nào là để khớp nhất với nhà đầu tư ấy, thì là chắc là nên có cái tư vấn trực tiếp. Cho mình chia sẻ thêm tí về mặt cá nhân, bản thân cá nhân mình ấy. Mình hiểu được là cái ý của cái bạn ý hỏi, khi mà hỏi câu hỏi này, tức là bạn ấy nghe chương trình lại bảo anh Tuấn Anh bảo cần phải có một cái quỹ dự phòng như thế này để mình yên tâm tài chính. Bạn ấy nghĩ mình đang có từng này khoảng tiền ngân hàng, hình như là mình có rồi. Đó, hình như là cái ý tưởng của mình rất hợp với anh Tuấn Anh. Đó, nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là các bạn hay bị kiểu như này, tức là bạn ấy cứ nghĩ là có tiền ngân hàng trong cái thời điểm này là quỹ là của mình có quỹ dự phòng, nhưng mà cái tiền ngân hàng đấy ấy, thì tự nhiên là có một ngày đẹp trời nào đấy, một anh bạn này, anh bảo là đang chuẩn bị có miếng đất, cơ hội đầu tư rất ngon, thế là bạn bảo ôi ngon này, để mình phải rút ra, mình đi mình đầu tư. Đấy, bạn ấy lại rút cái sổ ra, bạn ấy lại đi mua đất. thì tức là sao, tức là cái quỹ dự phòng ấy nó chưa có trong đầu của bạn ấy vào cái thời điểm đấy. Mình mới quan trọng đấy là lúc nào mình cũng phải nghĩ là cái khoản tiền đấy là khoản tiền để dự phòng chứ không phải là khoản tiền gửi ngân hàng. Thế là cái mindset trong đầu cần phải có cái đấy trước, không thì sẽ khá là hồi trẻ hơn bây giờ một chút ấy, thì mình cũng hay bị như thế. Kiểu để tiền lúc ngân hàng, nhưng mà có những lúc khá lung tung mà không có bất cứ một cái tài sản, một thanh khoản nào để làm quỹ dự phòng cả, thì cái này nó cần luôn luôn duy trì một cách liên tục như thế. Thì về mặt kỹ thuật thì VNDirect cũng hỗ trợ các bạn là để duy trì cái kỷ luật quỹ dự phòng là các bạn lập một cái tài khoản quỹ dự phòng tại VNDirect. Từ cái tài khoản đấy thực ra các bạn có thể mua đi cash fund, có thể mua trái phiếu hoặc là quỹ trái phiếu, tất cả, nhưng mà cái tài khoản này nó sẽ tách biệt ra và các bạn sẽ biết là ok, nhiều lúc mình quên nhưng mà nó giả quỹ dự phòng, nó là tên luôn tài khoản, quỹ dự phòng rồi thì mình khó có thể bị vi phạm. Cái điều lo lắng như Sơn vừa nói. Kiểu đút lợn. Mình để riêng ra. Hóa vào xong rồi đưa vợ chìa khóa, bảo đảm cũng rồi mất. Và đến với câu hỏi thứ hai, đó là thời điểm nào thì cần hoàn thành quỹ dự phòng, và với nguồn thu nhập có hạn như tôi thì tôi nên cân bằng giữa nhu cầu cuộc sống và các quỹ tài chính cá nhân như thế nào? Xin mời các chuyên gia. Thế như là mình có nói ở trong cái cuộc nói chuyện lúc trước, đây là thực ra mọi người nên xác định đây là cái chi phí cuộc sống hiện tại, chẳng qua đấy là một cái chi phí ẩn, tức là mình không nhìn nó hiện như là nó đang xảy ra, nhưng mà xác suất là nó xảy ra. Nếu mà là toán học mà nói thế là nó đang xảy ra thật sự, tức là đấy, thì mình nên xác định một cái, thứ nhất là mình tâm thế mình nên xác định là như vậy. Thế thì như kiểu là một ngày no thì lo cho trước cho một ngày đói thôi, thì cái điều đó thì cũng là như chị Nga bạn nói là đấy là một cái nếp sống của cũng là người Bắc một thời gian. Tuy vậy thì thời gian gần đây thì chắc là cái truyền thống đó thì nó cũng thấy em chả biết nào, chứ em thấy xung quanh thấy cũng khá ít người để ý đến cái việc như vậy, nên là quan điểm của Tuấn Anh là nên điều chỉnh. Nếu mà trong một cái nguồn tài chính của nó eo hẹp ấy, thì có lẽ là vẫn phải tiếp tục nên điều chỉnh lối sống. Vì cái việc điều chỉnh lối sống đấy, bởi khi mà mình đã xác định đấy là nguồn, đấy là cái chi phí mà nó đang xảy ra rồi, thì chẳng qua là mình nhìn nhận nó, không nhìn nhận nó thôi, nhưng nó vẫn đang xảy ra. Thường là những người gọi là yếu thế trong xã hội thì cái việc đấy lại càng cần thiết hơn nữa, cần thiết hơn nữa luôn ấy. Thì đáng tiếc là như vậy, tức là càng những người thu nhập thấp lại càng cần quỹ dự phòng hơn những người mà ở cái thu nhập cao, bởi vì cái xác suất họ gặp phải rủi ro nó cao hơn. Nó chỉ đơn thuần là ví dụ vấn đề sức khỏe hoặc là cái nghề nghiệp họ đang làm việc. Ví dụ như là Tuấn Anh cũng hay so sánh, ví dụ như là nếu mà người nào mà đang làm, ví dụ cầu thủ Messi chẳng hạn như thế, thì có rủi ro là gãy chân thôi mất lương luôn. Nhưng mà có những cái công việc nó rất là chân tay, thì mình chẳng may bị làm sao đó thì mình mất luôn cái sức lao động, cũng như là mình mất cái đồng lương của mình luôn, thì cái đấy là nó rủi ro rất là nhãn tiền. Để là thường là những cái người thu nhập thấp thì bị xác suất cao hơn những người bình thường khác. Như vậy thì ý trả lời câu hỏi này của bạn cho bạn đấy là bạn nên lập cho mình kế hoạch tài chính, rồi sau đó thì để điều chỉnh cái kế hoạch chi tiêu của mình, rồi dành ra mỗi tháng một chút để xây dựng lên cái quỹ dự phòng này của mình càng sớm càng tốt. Thì chắc là thời hạn của chương trình của chúng tôi cũng tạm dừng, bởi vì cũng hơn một tiếng rồi. Thì tôi tóm lại là trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì các chuyên gia của chúng ta cũng chia sẻ với quý nhà đầu tư về việc là xây dựng một cái tháp tài sản để hướng tới là an tâm tài chính. Và trong đó thì chúng ta đi sâu vào việc xây dựng quỹ dự phòng. Các chuyên gia của chúng ta cũng đưa ra là các bước để chúng ta xây dựng quỹ dự phòng và cái khoản tiền để chúng ta đem đi đầu tư để tối ưu hóa cái lợi nhuận trong quỹ dự phòng này. Thì cái quỹ dự phòng của các bạn thì tùy vào cái nhu cầu của mỗi người, có thể là từ 3 tháng đến 6 tháng chi tiêu, thậm chí là 1 năm. Và các tài sản mà quý vị có thể đem đi tham khảo để đem đi đầu tư, ví dụ như là đi cash fund và các quỹ trái phiếu, quỹ tiền gửi. Và kèm theo là để chi tiết hơn thì quý vị có thể sử dụng quỹ dự phòng của VNDirect. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại vào 3 giờ chiều thứ Hai tuần sau.